sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn/vietrachofficialstore. Xin chào các em học sinh. Trong video này, chúng ta sẽ học cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thông qua bài 3, giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Đầu tiên, chúng ta có hoạt động khởi động như sau. Tại một cửa hàng, chị An mua 1,2 kg thịt lợn và 0,7 kg thịt bò, hết 362.000 đồng. Chị Ba mua 0,8 kg thịt lợn và 0,5 kg thịt bò cùng loại, hết 250.000 đồng. Làm thế nào để tính được giá tiền 1 kg mỗi loại thịt lợn và thịt bò? Thì các bạn sẽ thấy là gì? Bài toán này người ta yêu cầu tìm giá tiền của 1 kg thịt lợn là bao nhiêu, 1 kg thịt bò là bao nhiêu, đúng không? Thì ở bài học trước, nếu chúng ta gọi x là số tiền 1 kg thịt lợn, y là số tiền 1 kg thịt bò, thì chúng ta có thể lập được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn xy, đúng không? Và cách giải của hệ đấy như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta tìm hiểu cách giải thứ nhất thông qua mục 1, giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua hoạt động 1. Cho hệ phương trình x trừ 2y bằng 1, đặt là phương trình 1, và trừ 2x cộng 3y bằng trừ 1, đặt là phương trình 2. Mình sẽ thực hiện giải hệ phương trình này theo hướng dẫn sau. Bước 1, từ phương trình 1 hãy biểu diễn x theo y. Thì chúng ta có phương trình 1 là x trừ 2y bằng 1, đúng không? Biểu diễn x theo y thì mình sẽ chuyển vế trừ 2y chuyển qua vế phải. Mình sẽ được là x sẽ bằng 1 cộng 2y. Vậy là chúng ta đã biểu diễn được x theo y rồi, đúng không? X bằng 1 cộng 2y. Tiếp theo, người ta hướng dẫn là thế x được biểu diễn ở trên vào phương trình 2 để nhận được một phương trình ẩn y. Có nghĩa là sao các bạn? Vừa nãy là mình đã được biểu diễn được là x bằng 1 cộng 2y rồi. Thì bây giờ mình sẽ thế x bằng 1 cộng 2y vào phương trình 2. Được chưa? Thì mình sẽ được là gì các bạn? Phương trình 2 là trừ 2x cộng 3y bằng trừ 1. Mình sẽ thế x bằng 1 cộng 2y. Mình sẽ được phương trình là trừ 2 nhân với 1 cộng 2y trong ngoặc cộng với 3y bằng trừ 1. Vậy là sau khi thế xong mình sẽ nhận được một cái phương trình ẩn y thôi, đúng không? Tiếp theo, người ta hướng dẫn tiếp là giải phương trình ẩn y đó rồi suy ra nghiệm của hệ. Đây thì nãy là phương trình ẩn y mình có rồi, đúng không? Và mình có thể hoàn toàn giải được cái phương trình này. Thì bước đầu tiên là mình sẽ phân tích ra nhân trừ 2 vào, mình sẽ được là trừ 2 nhân 1 bằng trừ 2, trừ 2 nhân cộng 2y bằng trừ 4y cộng 3y bằng trừ 1, đúng không? Từ đấy mình sẽ chuyển vế để y ở vế trái, còn chuyển hệ số qua vế phải mình sẽ được là trừ 1 cộng 2, đúng chưa? Từ đấy mình tính được là trừ y bằng 1, thì suy ra y sẽ bằng trừ 1, có nghĩa là mình đã giải được ra y bằng trừ 1 rồi các bạn nha. Từ đấy mình đã viết x theo y rồi, x bằng 1 cộng 2y rồi, đúng không? Mình thế y bằng trừ 1 vào thì mình sẽ được là x bằng 1 cộng với 2 nhân với trừ 1 và ra bằng trừ 1. Đó, thì từ đấy là mình đã giải ra được là y bằng trừ 1 và x bằng trừ 1 rồi, đúng không? Thì mình có thể suy ra nghiệm của hệ. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là trừ 1, trừ 1. Đó, là mình đã giải xong cái hệ phương trình rồi các bạn nha. Đấy thì tóm lại các bạn sẽ thấy là chúng ta có những bước là bước thứ nhất viết x theo y, bước thứ hai thế x vào phương trình 2 rồi sau đấy mình giải. Đúng chưa? Thì cách giải như trên gọi là giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Tổng quát, để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, ta thực hiện các bước như sau. Bước 1, từ một phương trình của hệ, ta biểu diễn ẩn này theo ẩn kia, rồi thế vào phương trình còn lại của hệ để nhận được một phương trình một ẩn. Bước 2,
giải phương trình một ẩn đó rồi suy ra nghiệm của hệ. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm thêm các ví dụ để mình nắm vững cách giải phương trình bằng phương pháp thế hơn. Cô có ví dụ 1. Giải hệ phương trình 3x cộng y bằng 3, ký hiệu là 1, trừ 2x trừ 3y bằng 5, ký hiệu là 2. Đây, cô viết lại phương trình này. Thì bước thứ nhất là mình sẽ chọn một phương trình, đúng không? Viết ẩn này theo ẩn kia. Thì ở đây cô sẽ chọn phương trình số 1 các bạn nha. Chúng ta có 3x cộng y bằng 3. Thì cô sẽ viết y theo x. Cụ thể cô chuyển vế 3x qua vế phải. Mình sẽ được là y bằng 3 trừ x. Ok chưa? Sau đấy cô sẽ thế y vào phương trình thứ hai. Được chưa? Thì cô sẽ được là trừ 2x trừ đi 3. Thế vào là được 3 trừ 3x trong ngoặc bằng 5. Bước tiếp theo, phương trình thứ nhất giữ nguyên, cô sẽ thực hiện giải phương trình thứ hai để tìm x. Được chưa? Cô nhân vào và mình sẽ được là trừ 2x trừ 3 nhân 3 là trừ 9, trừ 3 nhân trừ 3x là cộng 9x bằng 5. Được chưa? Đó. Từ đấy mình sẽ thu gọn nó, thu gọn phương trình thứ hai, mình sẽ được là trừ 2x cộng 9x là 7x. Đúng không? Chuyển vế mình sẽ được là 5 cộng 9 bằng 14. Tiếp tục giải phương trình thứ hai, 7x bằng 14 thì x sẽ bằng 14 chia 7 bằng 2. Được chưa? Sau khi giải x bằng 2 rồi, chúng ta sẽ thế x bằng 2 vào phương trình số 1 để tìm y. Thì mình sẽ được là y sẽ bằng 3 trừ đi 3 nhân 2 thì sẽ ra y bằng trừ 3. Vậy là mình sẽ giải xong hệ phương trình rồi các bạn. Từ đấy mình kết luận. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là 2 chấm phẩy trừ 3 trong ngoặc. Tương ứng là x bằng 2, y bằng trừ 3 đó các bạn. Tiếp tục, cô có thêm ví dụ 2. Giải hệ phương trình. Ý A, 2x cộng y bằng 1, 4x cộng 2y bằng 2. Thì bước thứ nhất, từ phương trình 1, chúng ta sẽ biểu diễn y theo x. Cô chuyển vế 2x qua vế phải, mình sẽ được là y bằng 1 trừ 2x. Sau đấy, cô sẽ thế y bằng 1 trừ 2x xuống phương trình số 2. Thì cô sẽ được là 4x cộng với 2 nhân với 1 trừ 2x trong ngoặc bằng 2. Rồi, thì lúc này phương trình thứ 2 chỉ còn lại phương trình ẩn x. Cô sẽ giải phương trình tìm x. Cô nhân ra mình sẽ được là 4x cộng với 2 nhân 1 bằng 2, 2 nhân trừ 2x là trừ 4x. 4x cộng 2 trừ 4x bằng 2. Tiếp tục phương trình thứ hai, cô tính 4x trừ 4x bằng 0x, chuyển vế 2 trừ 2 bằng 0. Thế thì lúc này phương trình thứ hai mình được là 0x bằng 0. Thì rõ ràng là phương trình 0x bằng 0 nghiệm đúng với mọi x thuộc R. Đúng không? Có nghĩa là phương trình thứ hai có vô số nghiệm x, đúng không? Đấy, thì lúc này vô số nghiệm x tương ứng sẽ có vô số nghiệm y. Từ đấy mình sẽ kết luận là vậy hệ phương trình có vô số nghiệm. Tiếp tục, cô có ví dụ 2B. X trừ 2y bằng 4 và 2x trừ 4y bằng 1. Thì tương tự bước đầu tiên, ở phương trình thứ nhất, cô sẽ viết x theo y. Cụ thể cô chuyển trừ 2y qua vế phải, mình sẽ được là x bằng 2y cộng 4. Sau đấy, cô sẽ thế x bằng 2y cộng 4 vào phương trình thứ hai. Cô sẽ được là 2 nhân với 2y cộng 4 trong ngoặc trừ 4y bằng 1. Tiếp tục, bây giờ phương trình thứ hai chỉ còn ẩn y nữa thôi. Cô sẽ giải phương trình và tìm y. Thì lúc này cô nhân ra mình sẽ được là 2 nhân 2y bằng 4y, 2 nhân 4 bằng 8. Thì mình sẽ được là 4y cộng 8 trừ 4y bằng 1. Tiếp tục cô thu gọn. Bên vế trái cô lấy 4y trừ 4y là 0y. Chuyển cộng 8 qua vế phải mình sẽ được là 1 trừ 8 bằng trừ 7. Phương trình thứ hai mình có 0y bằng trừ 7 thì rõ ràng là không có giá trị nào của y thỏa mãn, đúng không? 0y thì bằng 0, không thể bằng âm 7 được. Có nghĩa là phương trình 0y bằng âm 7 là vô nghiệm.
Thì từ đấy mình sẽ kết luận vậy hệ phương trình cũng vô nghiệm. Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách 2 để giải hệ phương trình thông qua mục 2 giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua hoạt động số 2. Cho hai hệ phương trình 3x bằng 6, x cộng y bằng 5 là hệ phương trình thứ nhất. 2x trừ y bằng 1, x cộng y bằng 5 là hệ phương trình số 2. Ý A, giải hệ phương trình 1 và phương trình 2 bằng phương pháp thế. Có nhận xét gì về nghiệm của hai hệ này? Thì đầu tiên là mình sẽ giải trước các bạn nha. Phương trình số 1, 3x bằng 6, x cộng y bằng 5. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là phương trình số 1, 3x bằng 6 chỉ là phương trình ẩn x thôi và mình có thể giải luôn ra x, đúng không? Mình sẽ giải ra được là x bằng 6 chia 3 bằng 2. Từ đấy, phương trình thứ 2 mình viết y theo x là y bằng 5 trừ x và mình thế x bằng 2 vào, đúng không? Thì mình sẽ được là x bằng 2 và y bằng 5 trừ 2 bằng 3. Và mình giải xong phương trình thứ nhất các bạn nha. Phương trình hệ phương trình thứ nhất có nghiệm là x bằng 2, y bằng 3. Tiếp tục hệ phương trình số 2. 2x trừ y bằng 1, x cộng y bằng 5. Thì phương trình thứ nhất mình sẽ biểu diễn y theo x thì mình sẽ được là y bằng 2x trừ 1. Từ đấy mình thế y bằng 2x trừ 1 vào phương trình thứ hai mình sẽ được là x cộng với 2x trừ 1 bằng 5. Tiếp theo giải phương trình số 2, mình sẽ được là x cộng 2x bằng 3x, chuyển về 5 cộng 1 bằng 6, 3x bằng 6. Thì lúc này mình sẽ giải được x bằng 6 chia 3 bằng 2. Và từ đấy y sẽ bằng thế 2 vào mình sẽ được là 2 nhân 2 trừ 1 bằng 3. Mình sẽ giải được là x bằng 2 và y bằng 3. Thì chúng ta sẽ có nhận xét gì về nghiệm của hai hệ này các bạn? Hai hệ này có nghiệm giống nhau đúng không? Đều là 2 và 3. Tiếp tục ý B, bằng cách cộng từng vế hai phương trình của hệ 2, ta nhận được một phương trình mới. Thay phương trình thứ nhất của hệ 2 bằng phương trình mới đó, có nhận xét gì về kết quả tìm được? Đấy, thì bây giờ mình làm từng ý một các bạn nha. Đầu tiên là cộng từng vế của hai phương trình hệ 2. Các bạn nhìn vào hệ 2. Thì khi mình cộng từng vế là mình sẽ được là 2x cộng x bằng 3x, trừ y cộng y là 0y là mất. Bên vế phải 1 cộng 5 bằng 6. Thì mình sẽ cộng ra được là 3x bằng 6 đúng không? Tiếp tục người ta nói là thay phương trình thứ nhất của hệ 2 bằng phương trình mới đó. Thì lúc này mình thay mình sẽ được là 3x bằng 6 và x cộng y bằng 5. Em có nhận xét gì về kết quả nhận được? Thì rõ ràng là gì các bạn? Khi mà mình thay phương trình thứ nhất của hệ 2 bằng phương trình mới đó, ta được hệ phương trình số 1. Đúng chưa? Và nãy mình đã làm ý A, mình thấy là khi giải hệ phương trình số 1 và phương trình số 2, hệ phương trình số 2 đều cho ra cùng một nghiệm. Đúng không? Đấy, thì có nghĩa là mình ngoài cái việc là mình biến đổi bằng phương pháp thế, mình cũng có thể thực hiện cộng hai phương trình theo vế. Mình có thể biến đổi bằng cách cộng hai phương trình theo vế để mình giải hệ phương trình. Thì cách làm đấy chính là phương pháp cộng đại số đấy các bạn ạ. Tiếp theo, cô lấy một phương trình cụ thể và chúng ta sẽ hình dung lại các bước giải bằng phương pháp cộng đại số. Cho hệ phương trình 5x trừ 2y bằng 3 trừ x cộng y bằng 3. Đó. Thì phương pháp cộng đại số là mình sẽ biến đổi sao cho khi mà mình cộng theo từng vế của hai cái phương trình thì sẽ cho ra một phương trình mới chỉ có một ẩn thôi. Đó. Thì đối với hệ phương trình này mình sẽ làm như sau. Để giải hệ phương trình sau trên ta làm như sau. Nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2 ta được. Đó, thì mình nhân lên, phương trình thứ nhất giữ nguyên, phương trình thứ hai mình nhân 2 vào mình sẽ được là 2 nhân trừ x là trừ 2x, 2 nhân y là 2y, 2 nhân 3 bằng 6 thì sẽ được là trừ 2x cộng 2y bằng 6. Sở dĩ mình nhân thêm như vậy các bạn là khi mình nhân 2 vào thì phương trình số 1 là trừ 2y, còn phương trình thứ hai là 2y, thì bây giờ mình cộng theo vế nó sẽ mất y đi đúng không? Cộng từng vế của hai phương trình của hệ này ta được phương trình 5x
trừ 2x là 3x trừ 2y cộng 2y bằng 0 hết, và 3 cộng 6 bằng 9. Đó, thì mình sẽ được là 3x bằng 9. Mình sẽ được một phương trình chỉ có ẩn x thôi đúng không? Và bây giờ mình giải dễ dàng ra được là x sẽ bằng 9 chia 3 bằng 3. Đó, rồi sau khi giải được x bằng 3 rồi, mình sẽ thế x vào một trong hai phương trình ban đầu để mình tìm y thôi các bạn. Chúng ta thay x bằng 3 vào phương trình trừ x cộng y bằng 3. Ta được trừ 3 cộng y bằng 3. Do đó, y mình chuyển về sẽ bằng 3 cộng 3 bằng 6. Từ đấy mình kết luận nghiệm của hệ phương trình là x bằng 3 và y bằng 6. Thì cách giải như trên gọi là giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Tổng quát, để giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, ta thực hiện các bước sau. Vế của mỗi phương trình với một số thích hợp nếu cần, sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình có hệ số bằng nhau hoặc đối nhau. Bước 2, cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ để được một phương trình một ẩn và giải phương trình đó. Bước 3, cuối cùng, thế giá trị của ẩn vừa tìm được ở bước 2 vào một trong hai phương trình của hệ đã cho để tìm giá trị của ẩn còn lại. Kết luận nghiệm của hệ. Sẽ lấy thêm ví dụ và phân tích để các bạn hiểu rõ hơn cách này. Ví dụ 3, giải các hệ phương trình. Ý A, 2x trừ 3y bằng trừ 5, x cộng 3y bằng 11. Thì bước đầu tiên mình sẽ xét xem này là gì? Hệ số của các ẩn đã có ẩn nào mà hai phương trình có hệ số bằng nhau hoặc đối nhau chưa? Thì ở đây mình sẽ thấy là phương trình thứ nhất có trừ 3y, phương trình thứ hai có 3y, hai hệ số trừ 3 và 3 đối nhau rồi đúng không? Thì rõ ràng là mình có thể cộng luôn theo vế, trừ 3 cộng 3 nó sẽ mất y, được chưa? Từ đấy mình cộng luôn này, cộng theo vế luôn, thì mình sẽ được là 2x cộng x là 3x, trừ 3y cộng y là mất y, trừ 5 cộng 11 bằng 6. Đó là mình sẽ được cái phương trình số 1 là 3x bằng 6, được chưa? Sau đấy giữ nguyên phương trình số 2. Rồi, thì sau đấy thì phương trình số 1 chỉ có ẩn x thôi, thì mình sẽ giải ngay ra x là x bằng 6 chia 3 bằng 2. Được chưa? Đó, và x cộng 3y bằng 11 thì mình sẽ thế ngay x bằng 2 vào. Được chưa? Mình sẽ được là 2 cộng 3y bằng 11. Từ đấy mình giải ra y sẽ bằng 11 trừ 2 là 9, 9 chia 3 bằng 3. Được chưa? Đấy, giải xong rồi thì mình kết luận. Vậy, hệ phương trình có nghiệm duy nhất là 2.3 trong ạ. Tiếp tục, cô có ví dụ 3B. Hệ phương trình 3x cộng 2y bằng 7, 2x cộng 3y bằng 3. Thì đầu tiên là lúc này mình nhận xét mình sẽ thấy là hai cái hệ số của x là không giống nhau, hai hệ số của y là không giống nhau, được chưa? Thì bước đầu tiên là mình phải nhân thêm vào mỗi phương trình để sao cho có tồn tại hai hệ số của một ẩn là bằng nhau hoặc đối nhau. Ở đây ví dụ cô nhân lên để cho hệ số của x là giống nhau chẳng hạn. Được chưa? Phương trình 1 hệ số của x là 3, phương trình 2 hệ số của x là 2. Được chưa? Cô thì cô sẽ nhân lên là cả hai, nhân lên để được hệ số là 6 hết. Có nghĩa là phương trình thứ nhất cô nhân với 2. Được chưa? Còn phương trình thứ hai cô nhân với 3. Đây cô nhân này. Phương trình thứ nhất nhân 2 vào, mình sẽ được là 3x nhân 2 là 6x, 2y nhân 2 là 4y, 7 nhân 2 là 14. Được chưa? Tiếp tục phương trình thứ hai, cô nhân với 3, cô nhân 3 vào, mình sẽ được là 2x nhân 3 là 6x, 3y nhân 3 là 9y, 3 nhân 3 bằng 9. Được chưa? Đó, thì sau khi cô nhân xong các bạn sẽ nhận xét là hệ số của x là như nhau, đều là 6. Thấy chưa? Đó, rồi sau đấy mình sẽ tiến hành gì? Trừ trừ hai phương trình theo vế các bạn nha. Thì lúc này mình sẽ được là 6x trừ 6x là mất x rồi. Đúng chưa? Thế còn mình sẽ lấy phương trình 2 trừ phương trình 1 để ra số dương các bạn nha. Mình sẽ lấy 9y trừ 4y còn lại
50. Cô viết ở phía dưới đấy các bạn, 50. 9 trừ 14 là còn trừ 5. Đó. Thì sau khi cộng hai phương trình theo vế rồi thì cô sẽ được phương trình là 5y bằng trừ 5, cô viết ở phía dưới đấy. Và giữ nguyên, mình chọn một phương trình ở phía trên mình viết lại, thì cô chọn phương trình đơn giản là nhất, là phương trình đầu tiên đấy, 3x cộng 2y bằng 7. Được chưa? Tiếp tục, mình giải ra y thì từ đấy mình sẽ suy ra là y bằng trừ 5 trên 5 là bằng trừ 1, đúng không? Giải được y bằng trừ 1 rồi thì mình sẽ thế vào phương trình thứ nhất, mình sẽ được là 3x cộng 2 nhân trừ 1 bằng 7. Từ đấy mình sẽ giải ra được là x sẽ bằng 7 trừ cộng 2 là 9, 9 chia 3 là 3, x bằng 3 đúng không? Đó, giải xong rồi thì mình kết luận nghiệm thôi. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là 3 chấm phẩy trừ 1 trong ạ. Tiếp theo, chúng ta qua mục 3, tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay. Thì để tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay thích hợp, ta thực hiện như sau. Đầu tiên, ấn nút on để khởi động máy, đương nhiên rồi. Tiếp theo, các bạn ấn nút mode D trên màn hình, thì màn hình máy tính sẽ hiện ra các dòng chữ như sau. Các bạn thấy hình vẽ bên cạnh của cô không? Sau đấy, các bạn ấn nút 5, màn hình sẽ hiện ra các dòng như hình vẽ. Thì lúc này các bạn sẽ bấm giúp cô tiếp nút số 1, rồi nhập các hệ số. Thì các bạn nhìn vào số 1 ở trên màn hình đúng không? Chính là phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng là AX cộng BY bằng C đấy đúng không? Cụ thể, cô có ví dụ 3. Tìm nghiệm của hệ phương trình sau bằng máy tính cầm tay. 2x cộng 5y bằng trừ 4, trừ 3x cộng y bằng trừ 11. Thì đương nhiên rồi, đầu tiên mình ấn nút on để khởi động máy. Sau đấy, mình ấn liên tiếp các nút, ấn nút mode, ấn nút 5, ấn nút 1, rồi nhập các hệ số như sau. Thì lúc này mình sẽ nhập các hệ số của lần lượt của các phương trình các bạn ạ. 2 bằng 5 bằng trừ 4 bằng có nghĩa là sao? Phương trình thứ nhất, 2x cộng 5y bằng trừ 4. Chúng ta có hệ số là A bằng 2, B bằng 5, C bằng trừ 4, đúng không? Thì mình sẽ nhập 2 bằng 5 bằng trừ 4 bằng. Tương tự, phương trình thứ hai chúng ta có A phẩy bằng trừ 3, B bằng 1, C bằng trừ 11. Thì mình sẽ nhập là trừ 3 bằng 1 bằng trừ 11 bằng. Sau đấy, mình ấn thêm một dấu bằng. Thì chúng ta sẽ ra được kết quả. Đây, thì màn hình hiện ra kết quả như sau. X bằng 3 có nghĩa là mình giải ra là mà x bằng 3 rồi. Tiếp tục các bạn ấn bằng thì kết quả như màn hình sau, nó sẽ hiện tiếp là y bằng trừ 2. Thì lúc này mình sẽ hiểu là sao các bạn? Phương trình có một nghiệm, hệ phương trình có một nghiệm duy nhất là x bằng 3 y bằng trừ 2 đấy, mình kết luận. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 3 chấm phẩy trừ 2 trong ạ. Và ở đây các bạn có một chú ý, đấy là khi hệ phương trình vô nghiệm hoặc là vô số nghiệm thì máy tính sẽ báo các dòng chữ tương ứng các bạn nha. Đó, thì đấy là cách dùng máy tính để tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Thì đối với máy tính thì các bạn sẽ thấy là gì? Nếu như bài toán yêu cầu thực hành bằng cách giải bằng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng lại số thì bước cuối cùng các bạn có thể bấm máy tính để các bạn kiểm tra lại nghiệm xem là các bạn đã giải đúng hay chưa. Tiếp theo chúng ta qua mục 4, tìm cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua hoạt động số 2. Chúng ta có bài toán như sau. 2 lớp 9A và 9B có tổng số 82 học sinh. Trong dịp Tết trồng cây năm 2022, mỗi học sinh lớp 9A trồng được 3 cây, mỗi học sinh lớp 9B trồng được 4 cây, nên cả hai lớp trồng được 288 cây. Gọi xy lần lượt là số học sinh lớp 9A và lớp 9B, điều kiện x thuộc n sao, y thuộc n sao. Ý A, từ dữ liệu đã cho, lập hai phương trình bậc nhất hai ẩn biểu thị số học sinh của hai lớp và số cây trồng. Thì ở hoạt động 2 này là người ta đang hướng dẫn các bạn để giải bài toán tìm xem là lớp 9A có bao nhiêu học sinh và lớp 9B có bao nhiêu học sinh, đúng không? Đấy, thì mình sẽ giải bằng cách lập hệ phương trình. Thì bước đầu tiên là mình sẽ gọi hai ẩn x, y tương ứng là số học sinh lớp 9A và 9B đấy. Và ý A là người ta đang hướng dẫn mình lập
hai cái phương trình để thành một cái hệ phương trình đấy, đúng không các bạn? Đó, thì bây giờ mình sẽ lập các bạn nha. Đầu tiên người ta bảo là lập phương trình biểu thị số học sinh của hai lớp. Thì dòng đầu tiên của đề bài các bạn sẽ thấy là hai lớp 9A và 9B có tổng 82 học sinh, đúng không? Thì bây giờ là mình cộng hai lớp lại là 982, có nghĩa là mình sẽ có là gì? Vì hai lớp 9A và 9B có tổng số 82 học sinh nên x cộng y bằng 82. Cô đặt vào phương trình thứ nhất. Tiếp tục, người ta bảo lập phương trình số cây trồng. Thì ở đây mình để ý dữ kiện thứ hai, người ta ghi là mỗi học sinh lớp 9A trồng được 3 cây, mỗi học sinh lớp 9B trồng được 4 cây. Cả hai lớp trồng được 288 cây. Thì bây giờ mình sẽ tính số cây trồng các bạn này. 9A 3 cây. Có x học sinh, mỗi học sinh trồng được A cây thì số cây trồng được sẽ là 3 nhân x, đúng không? Tương tự, 9B có y học sinh, mỗi học sinh trồng được 4 cây thì số cây sẽ là 4 nhân y, đúng không? Và cả hai lớp trồng được 288 cây, tức là mình sẽ lấy 3x cộng 4y bằng 288. Từ đấy mình sẽ trình bày là vì cả hai lớp trồng được 288 cây nên 3x cộng 4y bằng 288. Vậy là mình đã lập được hai phương trình rồi, đúng không các bạn? Tiếp tục đến ý B, người ta yêu cầu là giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và cho biết mỗi lớp có bao nhiêu học sinh. Đó, thì từ hệ từ phương trình số 1 và phương trình thứ 2 thì chúng ta sẽ có hệ phương trình như sau. Đây, từ 1 và 2 ta có hệ phương trình x cộng y bằng 82, 3x cộng y bằng 288. Đó, thì các bạn có thể giải phương trình bằng phương pháp thế cộng đại số hoặc bấm máy tính luôn cũng được các bạn. Các bạn sẽ cho ra được là x bằng 40 và y bằng 42. Thì sau khi giải xong hệ phương trình, các bạn nhớ đối chiếu điều kiện ban đầu nhé. Bởi vì x, y là số học sinh nên phải thuộc n sao đấy. Thì rõ ràng khi mình giải ra được là x bằng 40, y bằng 42 là thỏa mãn, đúng không? Đó, thì từ đấy mình kết luận được rồi. Vậy, lớp 9A có 40 học sinh, lớp 9B có 42 học sinh. Thì trong hoạt động 3, ta tìm được số học sinh của mỗi lớp bằng cách lập và giải hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Tổng quát, để giải bài toán bằng cách lập và giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ta sẽ thực hiện như sau. Bước 1, lập hệ phương trình. Thì bước này có nghĩa là bước đầu tiên mình sẽ chọn hai ẩn biểu thị hai đại lượng chưa biết và đặt điều kiện thích hợp cho các ẩn. Sau đấy, biểu diễn các đại lượng liên quan theo các ẩn và các đại lượng đã biết. Thì mình sẽ được hệ phương trình. Tiếp tục, mình sẽ lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Tiếp theo, bước 2, mình sẽ giải hệ phương trình nhận được. Và cuối cùng, bước 3, mình sẽ kiểm tra lại nghiệm tìm được ở bước 2 có thỏa mãn điều kiện ẩn hay không. Rồi, trả lời bài toán và kết luận đấy các bạn. Cô lấy ví dụ 5, bài toán như sau. Hai ngăn của một kệ sách có tổng cộng 400 cuốn sách. Nếu chuyển 80 cuốn sách từ ngăn thứ nhất sang ngăn thứ hai thì số sách ở ngăn thứ hai gấp 3 lần số sách ở ngăn thứ nhất, tính số sách mỗi ngăn lúc đầu. Thì rõ ràng ở đây là một bài toán và mình sẽ giải nó bằng cách lập hệ phương trình theo các bước như vừa nãy mình nêu, đúng không? Thì bước thứ nhất là gì? Mình sẽ gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn, đúng không? Thì mình sẽ xác định xem bài toán, thường mình xác định là bài toán người ta yêu cầu tìm gì thì mình sẽ gọi ẩn theo cái yêu cầu bài toán. Thì chúng ta để ý đến câu cuối cùng đề bài các bạn. Tính số sách mỗi ngăn lúc đầu. Thì lúc này mình hiểu là mình phải tính xem là số sách ngăn thứ nhất lúc đầu là bao nhiêu, số sách ngăn thứ hai lúc đầu là bao nhiêu, đúng không? Thì từ đấy mình gọi tương ứng là gọi x, y lần lượt là số sách ở ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai lúc đầu. Và sau khi gọi xong rồi các bạn nhớ là phải đặt điều kiện cho ẩn nhé. Bởi vì x, y là số quyển sách nên x, y phải là số tự nhiên khác không, đúng không? Nên mình đặt điều kiện là x thuộc n sao, y thuộc n sao. Xong bước thứ nhất. Bây giờ bước thứ hai là mình sẽ biểu diễn các ẩn theo dữ kiện của bài toán. Từ đấy mình lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, đúng không? Đấy, thì bây giờ mình đọc đề để mình biểu diễn thôi. Thì câu đầu tiên thì bài bảo là hai ngăn của một kệ sách có tổng là 400 cuốn. Có nghĩa là mình lấy số sách ngăn thứ nhất cộng số sách ngăn thứ hai nó sẽ ra là 400, đúng không? Đấy, thì từ đấy mình sẽ có là tổng số sách ở hai ngăn là 400 cuốn nên ta có phương trình x cộng y là 400. Tiếp tục,
Sự kiện tiếp theo người ta nói là nếu chuyển 80 cuốn từ ngăn thứ nhất sang ngăn thứ hai thì số sách ở ngăn thứ hai gấp 3 lần số sách ở ngăn thứ nhất. Thì bây giờ mình biểu diễn là chuyển 80 cuốn từ ngăn thứ nhất sang ngăn thứ hai. Thì lúc này là mình sẽ lấy ngăn thứ nhất là x trừ đi 80 đúng không? Là còn lại số sách ngăn thứ nhất. Rồi sau đấy ngăn thứ hai thì được cộng thêm 80 thì sẽ là y cộng 80 đúng không? Và lúc này người ta nói là sau khi chuyển thì số sách ngăn thứ hai gấp 3 lần số sách ở ngăn thứ nhất. Thì mình sẽ có phương trình là y cộng 80 bằng 3 nhân x trừ 80. Y cộng 80 là ngăn thứ hai, 3 2 đấy các bạn. Gấp 3 lần ngăn thứ nhất là lấy 3 nhân với số sách còn lại ngăn thứ nhất. Mình ký hiệu là 2. Thì từ đấy là mình đã lập được hai phương trình rồi đúng không các bạn? Đó. Thì bước tiếp theo là từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình là x cộng y 400 và y cộng 80 bằng 3 nhân x trừ 80. Thì từ đấy là mình sẽ giải phương trình này thôi đúng không? Đó thì để giải phương trình này thì bước thứ nhất là phương trình thứ nhất đã có dạng là phương trình bậc nhất hay ẩn rồi. Thế còn phương trình thứ hai thì chưa có dạng đấy thì mình sẽ biến đổi phương trình thứ hai về dạng bậc nhất hay ẩn đúng không? Đấy và sau đấy mình sẽ giải cái hệ phương trình đấy thì ta sẽ được kết quả là x bằng 180 và y bằng 220. Và nhớ là phải đối chiếu điều kiện các bạn nha, rõ ràng đây đều là những số tự nhiên khác không nên là thỏa mãn. Và cuối cùng các bạn trả lời yêu cầu bài toán kết luận. Vậy lúc đầu ngăn thứ nhất có 180 cuốn, ngăn thứ hai có 220 cuốn. Đó là cô đã lấy ví dụ và giải xong một bài toán bằng cách lập hệ phương trình rồi đấy. Đúng chưa? Tóm lại các bạn nhớ lại giúp cô là chúng ta sẽ có 3 bước chính nha. Bước nhất, bước thứ nhất là gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn. Bước thứ hai là biểu diễn ẩn theo dữ kiện bài toán để lập hệ phương trình. Và bước thứ ba là giải cái hệ phương trình đấy ra và trả lời yêu cầu bài toán. Tiếp theo, cô có thêm ví dụ 6. Cân bằng phương trình hóa học sau bằng phương pháp đại số P cộng O2 thành P2O5. Thì đối với việc cân bằng phương trình hóa học mình cũng có thể làm bằng cách lập hệ phương trình các bạn ạ. Chúng ta sẽ làm như sau nè. Bước 1, mình sẽ gọi x, y lần lượt là hệ số của P và O2 thỏa mãn phương trình hóa học. Có nghĩa là bây giờ mình phải viết vào đây là bao nhiêu P cộng bao nhiêu O2 thì thành P2O5 đúng không? Đó. Thì cân bằng số nguyên tử P, số nguyên tử O ở hai vế, chúng ta sẽ được hệ. Vế trái là PX nguyên tử P đúng không? Vế phải là 2. Thì rõ ràng là X sẽ bằng 2 đúng không? Tương tự, vế trái là sẽ có Y nhân 2 là 2Y nguyên tử O. Và vế phải là 5 nên mình có là 2Y bằng 5 đúng không? Đó, thì lúc này mình giải cái hệ này ra. Giải hệ phương trình này ta sẽ được là x bằng 2y bằng 5 phần 2. Đó, thì sau khi giải x bằng 2y bằng 5 phần 2 rồi thì mình sẽ thay vào thôi. Đây, thì chúng ta sẽ đưa các hệ số tìm được vào phương trình hóa học. Và mình sẽ có là 2 cộng 5 phần 2O2 đánh P2O5. Đó, và để không dùng phân số, đúng không? Vì do các hệ số của phương trình hóa học phải là số nguyên, nên mình nhân cả hai vế của phương trình hóa học với 2, ta sẽ được là 2p nhân 2 là 4p, 5 phần 2 nhân 2 là 5, đúng không? Bên này 1 nhân 2 là 2. Đó, thì là mình đã cân bằng xong phương trình hóa học rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ giải quyết bài toán vận dụng, giải bài toán ở hoạt động khởi động. Thì các bạn nhớ lại bài toán ở hoạt động khởi động như sau. Tại một cửa hàng, chị An mua 1,2 kg thịt lợn và 0,7 kg thịt bò hết 362.000 đồng. Chị Ba mua 0,8 kg thịt lợn và 0,5 kg thịt bò cùng loại hết 250.000 đồng. Làm thế nào để tính được giá tiền 1 kg mỗi loại thịt lợn và thịt bò? Đó thì đối với bài toán này mình có thể giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình đúng không ạ? Thì bước thứ nhất, mình bám lại vào các bước giải phương trình đúng không? Mình xác định là đề bài thường yêu cầu hỏi cái gì mình sẽ gọi cái đấy. Và câu cuối cùng đề bài là làm thế nào để tính được giá tiền 1 kg mỗi loại thịt lợn và thịt bò, tức là mình phải tính là 1 kg thịt lợn bao nhiêu tiền, 1 kg thịt bò hết bao nhiêu tiền đúng không? Thì từ đấy mình sẽ gọi như sau. Này cô viết lại đề vào đây. Gọi xy đơn vị là đồng, lần lượt là giá tiền 1 kg thịt lợn và 1 kg thịt bò. Thì các bạn lưu ý là gì? Đối với những cái bài mà có đơn vị thì các bạn nhớ mở ngoặc đơn vị phía sau các bạn nhé.
Sau khi gọi xong rồi thì mình nhớ đặt điều kiện các bạn nha. Thì ở đây số kg, số tiền có thể là chắc chắn là lớn hơn không và có thể là có lẻ, nên mình sẽ đặt điều kiện là x phẩy y lớn hơn không. Tiếp tục mình sẽ biểu diễn các cái ẩn này theo dữ kiện bài toán để lập phương trình. Thì đầu tiên là mình có dữ kiện là chị An mua 1,2 kg thịt lợn và 0,7 kg thịt bò hết 362.000 đồng. Thì bây giờ mình tính tiền các bạn nha. 1 kg thịt lợn là x đồng. Thì 1,2 kg thịt lợn sẽ là 1,2 nhân x tiền. Tiếp tục thịt bò 1 kg là y đồng thì 0,7 kg sẽ là 0,7 nhân y đúng không? Và mình cộng hai cái này lại chính là bằng 362.000 đồng. Đó, từ đấy mình sẽ trình bày như cô vừa trình chiếu lên đấy. Vì chị An mua 1,2 kg thịt lợn và 0,7 kg thịt bò hết 362.000 đồng, nên ta có phương trình 1,2x cộng 0,7y bằng 362.000 đồng. Tiếp tục dữ kiện thứ hai là về chị Ba. Chị Ba mua 0,8 kg thịt lợn và 0,5 kg thịt bò cùng loại hết 250.000 đồng. Thì hoàn toàn tương tự, vì chị Ba mua như vậy nên chúng ta sẽ có phương trình đấy là gì? Thịt lợn là x đồng thì 0,8 kg là giá 0,8 nhân x. Thịt bò là y đồng thì 0,5 kg thịt bò sẽ là 0,5 nhân y. Từ đấy chúng ta cộng lại là 0,8x cộng 0,5 y bằng 250.000 đồng. Thì như vậy là mình đã lập được hai phương trình bậc nhất. Hay ẩn rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ giải cái hệ này thôi. Từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình 1,2x cộng 0,7y bằng 362, 0,8x cộng 0,5y bằng 250. Đó, thì từ đấy chúng ta có thể giải phương trình bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số. Thì nhưng mà đối với bài toán bằng cách lập phương trình, các bạn được ghi kết quả luôn, nên các bạn có thể dùng máy tính để các bạn bấm cho nhanh các bạn nha. Thì tóm lại là các bạn sẽ bấm được là x bằng 150.000 và y bằng 260.000. Và sau khi giải xong, các bạn nhớ một bước cuối cùng là đối chiếu với điều kiện bài toán các bạn nha. Ở đây số tiền thì những con số này là đúng rồi đúng không? Thỏa mãn. Đó. Và cuối cùng mình sẽ trả lời bài toán. Vậy 1 kg thịt lợn giá 150.000 đồng và 1 kg thịt bò giá 260.000 đồng. Thì bài tập vận này cũng sẽ kết thúc bài học chúng ta ngày hôm nay. Tóm lại, trong bài học này, các bạn nhớ cho cô. Thứ nhất, cách giải hệ phương trình bằng nhất hay ẩn. Thứ hai, cách trình bày và giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Rồi, chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Khóa học viện sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện sách.